Ok, quẹt dục đâu đi? Dục đâu đó rồi. Dục vô rồi. Lấy cần sao la lớn rồi. Sao la với cái máy luôn. Cái máy sao la luôn. Lưỡi đâu rồi anh Bật? Đó, anh bán dùng cái che đó. Che đó hai ba lưỡi luôn á. Thử có nhỏ không? Không đó. Giờ mà có bãi bãi luôn ngon rồi. Anh bệnh với mình biến đi với trời. Gì em vậy? Tôi nghe cậu nó đạp cái sông. Hết nước rồi, lên. Nén nè. Rồi ông Campuchia nướng cá em chưa? Cái đa ẩu là tôm nhiều nha. Đâu dễ gì. Anh nướng mày khỏi lo đi. Không quấn luôn hả? Cái này muốn hết rồi. Muốn hết tốt rồi. Em giải phân bò mua lại đi. Đó. Tiếp tục nướng tiếp nha các bạn. Giờ là tới cá lóc. Vừa là cần thủ vừa là đầu bếp Campuchia. Quá trời ngon này. Hấp dẫn quá. Có bột nữa rồi. À. Chính này các bạn ơi. À, cổ vũ tại công ty. Tại văn phòng của tại cái phòng đó của cái lầu của công ty vậy đó. Bia rượu thì uống bia chứ không cho uống nước ngọt. Bia công ty tài trợ hết. Công ty chủ cho lớn quá ha. Nói chung là công ty tài trợ hết, chỉ tới giờ đó giác khác vô đó ngồi nhậu coi đá banh. Đứa nào không vô từ luôn. Ghê chứ. Không có chơi lấy tiếng luôn á. Chơi lấy tiếng thiệt. Có mà nấu à. Ừ. Giám đốc cho lớn thiệt. À, chín rồi các bạn ơi, chuẩn bị ăn nữa nha. Ai quất anh em ơi, chín rồi. À, quất tiếp nè. Đó, bay vào. Tay bốc sên nãy giờ quất luôn. Chơi luôn. Rửa rồi. Chơi các bạn ơi. Ăn vừa trong lầu. Rồi, mình chơi ăn bóc không à. Rồi ngồi đó luôn Lý ơi. Quay gần lại luôn, quay gần lại coi xé hạch nó. Ngắt khúc ăn chứ ở đó xé gì. Rồi vô. Rồi hàng bẻ khúc. Khóa lại. Bẻ gì nổi mà xé xé ăn chứ bẻ gì. Rồi chơi đi. Tôi cũng còn má rồi. Ừ. Ngọt. Đúng rồi, đâu có má. Chưa ăn. Để sạch sẽ hơn mọi. Ừ, ngon quá. Yeah. Ờ, cái này ngon. Dạ mới còn xé muốn xé này này nè. Xé đi. Xé đi anh tặng con kia. Thì dạ, ngon quá. Xé nắm xé lên. Ừ, nắm xé lên. Ừ, đó. Cái đó cắn từ từ nghe để xé bụng ngon quá. Nó ấy nha. Ừ. Rồi ngọt. Có trứng luôn. Cái này do nãy mình nướng cơ cái gì mình để lâu quá giờ thịt nó nhão.
mà lại nướng lửa nó nóng nướng chuông luôn á. Sạt nó dai. Làm liền ha. Nhão lúc này nó chưa khô không ông ơi? Chưa khô mà mới chín tới. Lúc này ạ. Ăn đi. Đây cho nó cái lắp nữa. Đây hào công cái lắp. Câu này dính cái lớp còn lại người ta lại luôn. Có chứ. Cái bữa lại được mất tiêu rồi. Cái hàng câu cá nó đâu cũng dính cái lớp rồi. Ừ. Câu mấy kinh nhỏ nhỏ rồi á. Ừ. Câu quá chơi ngâm mồi trùng dính cái lớp luôn. Không. Ngộ đợi thiệt. Ăn giật bạc 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 qua. Ừ. Đã đóng dính cái lớp rồi mới chết. Rồi bể bụng. Ừ, câu cá chê câu dế dính cá cha luôn. Mẹ. Em câu dế dính cá ba nè. Dế dính tôm luôn. Dế lên tôm sâu luôn. Thích biết gì chứ. Không phải ngờ tới luôn. Chán rồi thôi. Tết sổ dung à. Này chưa tính nè. Không có nào. Ủa con cá này đủ nó không dành nó tát còn 40 nhát nè. 5 ngày nó quá hả? Ừ. Tát nó không ghê luôn á. Được rồi. Được rồi. Dạ yeah. Cho con pet ăn. Cái gì? Con chó hả? Chó. Được rồi. Nó bỏ. Thôi các bạn. Chỗ đó anh bẻ cổ chứ phải sống mà sợ. Con cổ nó bầm. Có gì đi mấy cá tra mà mình lấy nước mình để vô. Cá tra để tủ lạnh rồi mình nấu nó ứ máu nha. Còn đó. Cua à. Móc bánh mì vô chưa? Chưa, em chưa cắt nó. Để nó chảy móc mì được ạ. Con ngát nó yếu yếu thì dễ chết. Nó chảy vô rồi. Thanh đá luôn hả? Con cọ mà mới cho đem ra đó. Trở về cái thời tiền sử, con Long ở lỗ. Mà cá này nó mới ngon chứ cá mua nó đâu ngon. Cá mua nướng ăn canh gừng nè. Cũng vậy. Mà em mới nướng ăn canh lắm. Ừ. Ngoài hồi đó nó táp bên mấy con vịt nhiều hả? Táp bên mấy kia nhiều. Rồi xong các bạn ơi. Rồi. Có cá thằng Vinh kia không? Cái lục mà đang coi 4 con. 4 con. Ấy. Ừ. 3 con là bên kia 1 con, 4. 3 con cỡ tí. Tí chứ ngoài. Cái ăn không nội? Thiệt dữ lắm ạ. Đứng đâu? Đứng đâu? Đó, 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 đó. Ghê, ghê, ghê. Đứng đâu không? Kêu bà Lý. Ghê, rồi, quá trời rồi, rồi. Quá trời. Quá trời. Trời ơi, quá trời. Khủng khiếp rồi. Đó. Ôi, dục ơi. C
xui luôn. Rồi vướng vướng cây luôn. Lấy xô lấy đi ngang mới vượt nè. Sau khi ăn uống no say thì cần thủ Campuchia của chúng ta bắt đầu ngồi thững thờ sau một thời gian đi câu lua đó các bạn. Bây giờ ngán chơi ngâm rồi, thấy ngâm là ngồi nhìn thôi mà chứ không có câu nữa. Đây bạn Lý của chúng ta đang kéo cái gì đây? Đó, cái gì đây? Ổ điện. Ồ. Khá lắm, khá lắm. Dính ổ điện các bạn. Đây giờ bán cái chai luôn. Này. Hàng của bạn Lý. Con heo đã chín sình đâu kêu rồi chưa anh. Mà anh nói kìa, khỏi nhắc. Lắm lắm liền lắm. Ừ, lắm. Rồi lên này nè. Rồi, rồi. Không 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 có dế nó cũng bắt thằng hàng không được. Rồi nó quay quay quay. Đó. Đó. Trời ơi chào bá luôn. Lầm luôn lầm rồi. Lên. Lên. Đâu. Lên. Không lên rồi. Đó. Ồ, cục mồi còn nguyên luôn. Cô chọi hàng thánh còn ngồi luôn. Là cục mồi này cũng cứng lắm nè. À, lắm hàng, lắm hàng. Đó. Này nó cho mè đá luôn à. Gì đâu quá hả? Ôi, đó, trời ơi. Má quỷ quỷ này qua nay tôi kể cá nữa. Nè, chuối thầy nè, cần khổ Campuchia chuối thầy các bạn. Giờ mới sửa lại thì không biết sao, đúng lẽ không có. À. Thôi giờ ăn uống cũng no chai rồi. Giờ đi uống cà phê các bạn ơi. Dọn nha. Lục bình quá trời coi hết rồi. Đây còn có hai bạn mới lại là còn đang ngồi đeo. Anh em chúng tôi đi về thôi. Rồi cuốn hàng dọn dẹp đi về. Thôi giờ quên tép tối bớt gas rồi quên. Chết quá gas. Tối dục đây cũng cho mẹ thầy. Cho mẹ quýnh gì dưới. Nước mới lớn không ăn là nước này thôi. Ý, tư bắt giới, tư bắt giới tôi xong. Đó, các bạn thấy tư bắt giới không? Trời ơi, khủng khiếp. Cái này lội quá. Không gần đây luôn. Nữa, Campuchia chữa thầy nữa. Đồ này ăn còn nguội hả? Dạ. Chuyển lua rồi. Bây giờ không cho lua rồi, bỏ ta luôn rồi. Quá. Ta bỏ hết đi tới em. Giờ em thấy cá ta không ngán lắm. Cá heo nó mổ rồi luôn không Pha? Mổ rồi. Nó nổ bụng lên. Nó bể rồi. Nổ ra không hành háng kìa. Nó thình nổ ra. Chứ ai người ta dục ai đâu mổ. Có tâm. Rồi về thôi, rút quân thôi.
À, qua đây. Đây là số cá câu được của ngày hôm nay. Có mấy con tôm nãy thì nướng ăn hết rồi, giờ còn cá không à. Đó, bây giờ quay cá cho các bạn xem. Tối quá không thấy được. Hai cá nè. Đây là chuyến đà phẩm ngày hôm nay. Đó. À, cá cá chốt của Campuchia nè các bạn. Đây con màu trắng đó. Cá bóng đục. Ở lộn, cá bóng cát là của bạn Lý. Còn cá ngát của mình nha. Đây. Ngát bụng là bụng bự ra không? Đó. Ra ra ra. Rồi giờ đi về nha. Rồi rút vương, rút vương. Đây hợp đồng nghề của thủ hữu Campuchia. Quá trời luôn. Thì không có ký chị. Sống gì ta? Chưa xuống mà. Ừ.